Kẻ vô hình Invisible Man là một tác phẩm mới của nhà Blumhouse đã chính thức trình làng, với làn sóng phản ứng tích cực cho nội dung kinh dị, chật cân đầy độc đáo của phim. Chuyện phim xoay quanh cuộc giằng co căng thẳng giữa cặp đôi Cecilia Cass, Elizabeth Moss, cô gái bị mắc kẹt và ám ảnh trong cuộc tình độc hại, đầy kiểm soát và bạo lực với nhà khoa học đi đầu trong lĩnh vực công nghệ Adrian Griffin, Oliver Jackson Cohen. Nội dung mới lạ, hồi hộp và đầy những cú lật mặt kẻ vô hình, Invisible Man mang đến cho người xem một trải nghiệm mới về thể loại phim kinh dị, chật cân bằng cốt truyện mới mẻ, hiện đại và siêu kích thích. Trải qua 2 tiếng đồng hồ xuyên suốt bộ phim, người xem ít khi nghe được âm thanh kinh dị hay những màn hù dọa điển hình, mà thay vào đó là trải nghiệm cảm giác hồi hộp từ chính sự im lặng rồi bất chợt ồn ào. Mạch phim đi theo từng giai đoạn, xuất phát từ nỗi ám ảnh luôn có người theo dõi, sự hồi hộp và lo lắng tột cùng được thể hiện rõ nét. Tiếp theo đó, câu chuyện được đẩy lên cao bằng những nút thắt kịch tính, siêu kích thích và cuối cùng là những màn lật mặt tháo gỡ câu chuyện ngoạn mục. Người xem sẽ rất khó để đoán được điều gì sẽ ập đến suốt quá trình theo dõi. Khán giả phát mệt vì bị xoay liên tục với những trò đùa tâm lý. Người xem trong lúc theo dõi đa phần sẽ thấy mệt vì cứ phải thấp thỏm xem chuyện gì sẽ xảy đến với khi cô cứ mãi bó mình trong những ám ảnh mà tình cũ đem đến. Nhiều lúc chuyện đã rồi, thế mà phim vẫn lật lại tất cả, tạo thêm nhiều kích thích cho khán giả. Hoặc thậm chí những tình tiết cơ bản cho một bộ phim kinh dị cũng được đẩy mạnh cảm xúc nhờ sử dụng âm thanh đúng lúc. Phim không kinh dị vì máu me hay những trò hù dọa, mà điểm đặc biệt chính là việc sử dụng tốt yếu tố hình ảnh, âm thanh làm mạch phim thôi thúc. Người xem cũng vì vậy mà tự bám những lo lắng, hồi hộp và thấp thỏm trong quá trình theo dõi. Điểm cộng lớn từ diễn xuất lôi cuốn của Cecilia Cass, Elizabeth Moss. Video liên quan có thể nói, kẻ vô hình có sự đóng góp lớn từ Elizabeth Moss, khi cô xử lý hoàn hảo những tiêu điểm, bước ngoặt trong tâm lý của một nhân vật được xem là khó nhằn như Cecilia Cass. Có thể nói, đây là vai diễn nặng ký cả về hình ảnh lẫn câu chữ mà nó mang lại. Cô đã khắc họa thành công một người phụ nữ mang ám ảnh tột cùng từ mối tình đáng sợ vừa trải qua, và việc tình cũ tìm mọi cách để cô sống trong lo sợ đến gần như hóa điên. Ngoài ra, phim còn được đầu tư chỉnh chu về các công nghệ CGI để hiện hữu hóa nhân vật kẻ vô hình, khi không chỉ khiến nhân vật trong phim mà còn làm kinh hãi những khán giả theo dõi. Nhìn chung, kẻ vô hình, Invisible Man xứng đáng là một cột mốc mới trong thể loại phim kinh dị, chật cân mà các nhà làm phim hiện nay đang theo đuổi. Phim chắc chắn sẽ đem đến những phút giây căng não, bất ngờ và xoay người xem đến chóng mặt và thích thú. Phim sẽ chính thức có mặt tại các phòng vé vào 28.02 sắp tới. Thanh Trúc, theo Thế Giới Trẻ, Let's Block Us, Oi.